Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra mới đây, nhà khoa học chính trị người Mỹ John Mearsheimer cho biết, trong cuộc xung đột, theo nhiều ước tính khác nhau, Ukraine đã mất từ 50 đến 90% lưới điện. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả thảm khốc trong mùa đông này. Nhà khoa học lưu ý rằng, không quân Nga thực sự đã phá hủy khoảng 50% lưới điện ở Ukraine và nếu không tính đến các cơ sở năng lượng hạt nhân thì 90% lưới điện sẽ không hoạt động khi mùa đông bắt đầu gây ra hậu quả thảm khốc. Như Mearsheimer đã lưu ý, tình trạng thiếu điện trầm trọng chỉ là một trong nhiều yếu tố cho thấy cuộc xung đột sắp kết thúc có lợi cho Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky báo cáo vào tháng 6 rằng 9 GW công suất phát điện đã bị phá hủy ở Ukraine, chiếm 80% sản lượng nhiệt điện và 1/3 sản lượng của thủy điện. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushenko cho biết nước này đã mất một nửa công suất sản xuất điện. Số tiền này sẽ không đủ để tồn tại trong mùa đông và nhập khẩu điện không đủ để bù đắp thâm hụt. Ông cũng yêu cầu người dân trong nước chuẩn bị cho tình huống mất điện có thể xảy ra và mua máy phát điện. Cựu nhà phân tích CIA Larry Johnson cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Đài Loan Quốc rằng một cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào khu vực Kursk sẽ khiến quân đội Ukraine kiệt sức mà không ảnh hưởng đến tiến trình của cuộc xung đột. Ông tin rằng kết quả của cuộc tấn công ở khu vực Kursk sẽ không có ý nghĩa gì. Ukraine đã thua, họ chỉ đơn giản là không ngừng giao tranh nhưng khả năng chiến đấu của họ đang giảm đi mỗi ngày. Theo chuyên gia này, vì cuộc tấn công này, lực lượng vũ trang Ukraine đang phải chịu những tổn thất đáng kể không thể bù đắp được. Nhà phân tích CIA nói, họ đang bị tiêu diệt hàng trăm và có thể là hàng nghìn người. Sẽ là một chuyện nếu Ukraine có 400-500.000 binh sĩ được huấn luyện dự bị, những người mà sau đó họ có thể tung vào trận chiến. Nguồn cung cấp xe tăng Bradley hoặc xe tăng Bradley không giới hạn, một vài phi đội máy bay F-16 nhưng họ không có điều đó. Trước đó, sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng chiếm giữ một phần lãnh thổ của quận Chita thuộc vùng Kursk. Như Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống, quân đội đã dừng bước tiến của họ. Ông nhấn mạnh rằng hoạt động ở khu vực Kursk sẽ kết thúc với việc đánh bại kẻ thù và tiến vào biên giới bang. Một chế độ hoạt động chống khủng bố đã được áp dụng ở các vùng Kursk của Nga, Belgorod cũng như Bryansk. Sau cuộc tấn công bất ngờ vào sáng ngày 6 tháng 8, các đơn vị Ukraine đã tràn qua biên giới vào khu vực Kursk phía tây nước Nga. Nga đã triển khai thêm quân và thiết bị, bao gồm xe tăng, bệ phóng tên lửa và các đơn vị không quân để ngăn chặn quân đội Ukraine tiến công và kích hoạt cơ chế an ninh toàn diện tại ba khu vực biên giới nhằm huy động lực lượng đối phó với cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine vào lãnh thổ Nga kể từ năm 2022. Bộ Quốc phòng Nga công bố những đoạn video cho thấy các thiết bị quân sự di chuyển theo từng hàng trong khu vực, cho biết lực lượng tiếp viện bao gồm hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad, pháo kéo, xe tăng, xe bánh xích hạng nặng, cũng như xe Uran và Kam-AZ. Loại vũ khí này dự kiến sẽ được sử dụng để chống lại các đơn vị Ukraine hoạt động ở tỉnh Kursk, nơi dường như đang là mục tiêu chính của lực lượng Kiev. Theo Moscow, Ukraine đã phát động cuộc tấn công xuyên biên giới đầy rủi ro bên trong lãnh thổ Nga vào sáng ngày 6 tháng 8. Triển khai tới 1.000 binh lính được hỗ trợ bởi hàng chục xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp. Giới lãnh đạo Ukraine cho biết mục tiêu chính của chiến dịch này là gây ra nỗi sợ hãi trong lòng người dân Nga. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng việc áp dụng vũ lực công bằng sẽ mang hòa bình công bằng với Nga đến gần hơn. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả cuộc tấn công ở Kursk là một sự khiêu khích quy mô lớn và cáo buộc Kiev nã hỏa lực bừa bãi nhắm vào dân thường, các tòa nhà dân cư và xe cứu thương. Ngày 8 tháng 8 năm 2024, Nga tuyên bố đã ngăn chặn được chiến dịch đột kích của Ukraine, nhưng sau đó lại thừa nhận một số trận đánh vẫn diễn ra tại tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phương Bắc phối hợp với cơ quan an ninh Liên bang Nga tiếp tục nỗ lực tiêu diệt các đội hình Ukraine tại tỉnh Kursk nằm sát biên giới Nga-Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các lực lượng của họ đã loại khỏi vòng chiến đấu 400 quân nhân Ukraine cùng 32 xe thiết giáp. Bộ Quốc phòng Nga cho biết binh lính của họ đang chặn lực lượng Ukraine tiến sâu hơn vào vùng Tây Nam của nước Nga. Họ bổ sung quân đội Nga đang tấn công binh sĩ Ukraine cố gắng tiến vào Kursk từ tỉnh Sumy của Ukraine. Bộ Y tế Nga thông báo có 66 người, bao gồm 9 trẻ em bị thương trong các cuộc pháo kích của Ukraine vào tỉnh Kursk kể từ ngày 6 tháng 8. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, Cơ quan Y học và Sinh học Liên bang đã triển khai một bệnh viện cơ động với 100 giường bệnh để chăm sóc y tế cho những người bị thương.
Ủy ban chống khủng bố của Liên bang Nga tối ngày 9 tháng 8 tuyên bố Nga đang bắt đầu chiến dịch chống khủng bố tại các khu vực Benkorod, Bryansk và Kursk nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn mối đe dọa từ các hành vi khủng bố do các nhóm phá hoại của đối thủ thực hiện. Theo luật pháp Nga, lực lượng an ninh và quân đội được trao toàn quyền trong các hoạt động chống khủng bố. Việc di chuyển bị hạn chế, xe cộ có thể bị tịch thu, các cuộc gọi điện thoại có thể bị giám sát. Các khu vực được tuyên bố là vùng cấm, các trạm kiểm soát được thiết lập và an ninh được tăng cường tại các địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng. Nga tin rằng chiến dịch của Ukraine tấn công xâm nhập vào vùng Kursk của Nga do một bộ chỉ huy ở phương Tây giám sát. Nga cũng đã quan sát thấy những động thái chuyển quân của Ukraine cho chiến dịch Kursk. Thiếu tướng Avdi Alovdinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat ở Chechnya, chiến đấu tại Ukraine, phó ban chính trị quân sự Bộ Quốc phòng Nga, cho biết hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine được giám sát bởi một bộ chỉ huy từ phương Tây. Hôm 7 tháng 8, Alovdinov tiết lộ ông đang ở vùng Kursk cùng một đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat. Theo thiếu tướng Alovdinov, trong 2 ngày, một lượng lớn trang bị của Ukraine đã bị phá hủy trên hướng Kursk. Nhưng điều quan trọng, ông Alovdinov cho biết, Nga đã quan sát thấy lực lượng vũ trang Ukraine đã rút lực lượng từ biên giới Belarus đến khu vực Kursk để bổ sung cho chiến dịch tấn công xâm nhập vào trong lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công đã bị Nga đáp trả nặng nề. Tối ngày 9 tháng 8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay chiến đấu ném bom Su-34 của Nga đã tấn công nơi tập trung nhân lực và trang thiết bị của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới vùng Kursk bằng bom nổ thể tích ODAB-500. Sau khi nhận được xác nhận từ tình báo rằng các mục tiêu đã bị phá hủy, phi hành đoàn đã trở về sân bay khởi hành an toàn. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy tiêm kích ném bom cất cánh, tách bom và đánh trúng mục tiêu cũng như cảnh Su-34 quay trở lại sân bay. Hội đồng chỉ huy của công ty quân sự tư nhân Wagner, PMC Wagner, đã ra tuyên bố về một cuộc khủng hoảng ở khu vực Kursk. Trên kênh Telegram Wagner Unloading mà các chỉ huy PMC sử dụng để tương tác, tuyên bố cho biết các chiến binh sẵn sàng đẩy lùi cuộc tấn công xâm nhập của lực lượng vũ trang Ukraine. Tuyên bố nêu rõ rằng từ những ngày bắt đầu và từ nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên, các chiến binh Wagner đã chỉ có một mục tiêu duy nhất, bảo vệ lợi ích của đất nước, giúp đất nước phát triển và bảo vệ người dân. Tuyên bố từ Hội đồng chỉ huy PMC Wagner nêu rõ, và chúng tôi sẵn sàng đứng vững theo lời hứa của mình đến giọt máu cuối cùng. Lực lượng của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Tổ quốc và gia nhập các đội hình chiến đấu ngay khi có lệnh như mọi khi. Kênh RT trước đó dẫn một chiến binh PMC đưa tin, các thành viên của nhóm Wagner đã từ quốc gia châu Phi Mali về Nga và đến khu vực Kursk. Phóng viên quân sự Yegor Guzenko, người gần gũi với PMC đã xác nhận những báo cáo như vậy. Ngày 8 tháng 8 đã có thông tin rằng các chiến binh PMC Wagner đã có mặt ở khu vực Kursk. Đó là những chiến binh gia nhập đơn vị đặc biệt Akhmat dưới quyền của cựu chỉ huy PMC với bí danh Ratibor. Cũng đã có thông tin rằng các đơn vị của quân đoàn châu Phi, điểm tuyển quân của đơn vị này nằm ở khu vực Krasnodar của phía nam nước Nga cũng sẽ được gửi đến khu vực Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã ca ngợi việc Ukraine mở cuộc tấn công vào vùng Kursk đã đem lại lợi thế cho Kiev, giúp Ukraine đảo ngược tình thế với Nga và mang chiến tranh đến vùng đất này. Kiev đã gửi quân tiếp viện, bắt đầu giải mìn các tuyến đường chính mà Moscow có thể phản công và tăng cường phòng không để củng cố thành quả bất ngờ sau 3 ngày giao tranh ác liệt. Các blogger quân sự Nga cho biết, hoạt động gây nhiễu tác chiến điện tử được quân đội Ukraine phối hợp cẩn thận đã khiến các đơn vị Nga không thể liên lạc. Một số người so sánh tình hình hỗn loạn này với chiến thắng của quân đội Ukraine trước quân đội Nga tại Kharkov bị chiếm đóng vào năm 2022, khi quân đội Kiev tiến hơn 50 dặm chỉ bằng một đòn tấn công bằng xe bọc thép. Các nguồn tin từ Nga cảnh báo, quy mô của cuộc khủng hoảng đang mở rộng khi các đơn vị Ukraine di chuyển với tốc độ cao, bỏ qua các công sự của Nga và cố gắng mở rộng đầu cầu mới hình thành. Trong bài phát biểu hàng đêm của mình, ông Zelensky nói, người Ukraine biết cách đạt được mục tiêu của họ và việc đạt được mục tiêu trong chiến tranh không phải là lựa chọn của chúng tôi. Ông Zelensky nói thêm, Nga đã mang chiến tranh đến đất nước chúng ta và họ phải gánh chịu những gì mà họ đã làm. Cố vấn Tổng thống Mikhailo Polodyak cho biết cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga sẽ củng cố vị thế của Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai với Moscow. Ông nói, khi bạn tăng tổn thất của Nga, khi bạn tăng chi phí chiến tranh của họ, chẳng hạn như thiết bị quân sự bị phá hủy, mất lãnh thổ, mất người, điều này có ảnh hưởng đến cách họ nhận thức về cuộc chiến của họ không? Chắc chắn là có.
Ukraine đã bất ngờ tấn công vào Kursk vào sáng sớm ngày 6 tháng 8 với lực lượng mà Nga mô tả là một nhóm trinh sát và phá hoại gồm 400 người. Các cảnh quay trên chiến trường cho thấy các cuộc không kích của Nga vào đoàn xe bọc thép, xe tăng Nga đã bị vô hiệu hóa, trực thăng bị phá hủy, các tòa nhà bị hư hại và binh lính thiệt mạng. Valery Gerasimov, vị tướng hàng đầu của Nga tuyên bố rằng Ukraine đã gửi khoảng 1.000 quân vào cuộc chiến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã mất khoảng 600 quân và gần 100 xe bọc thép trong các trận chiến. Nhưng đến ngày 8 tháng 8, Ukraine đã điều động một lực lượng lớn hơn nhiều, gồm ít nhất 4 lữ đoàn tinh nhuệ được trang bị xe chiến đấu Stryker của Mỹ và Marder của Đức đã có mặt trên đất Nga. Nga đã triệu tập lực lượng đặc nhiệm của mình khi cố gắng dàn dựng một cuộc tấn công chống lại cuộc tấn công bất ngờ trước khi quân đội Ukraine có cơ hội chống trả. Các video được lan truyền trên các tài khoản mạng xã hội của Nga cho thấy quân đội của tập đoàn Wagner xác nhận họ đã được cử đến để bảo vệ và ổn định khu vực Kursk. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương đang di tản khỏi thị trấn Gov, cách Korenovo hơn 10 dặm về phía bắc. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa sẽ thanh toán một lần 10.000 rúp, tương đương khoảng 90 bảng Anh, cho người dân Kursk để hỗ trợ việc sơ tán sau khi đàm phán với các quan chức địa phương. Ryba, một blogger quân sự có uy tín của Nga đã viết trên Telegram. Các quân đội của Ukraine đã bắt đầu đào hào tại các tuyến đã đạt được, mở ra một đợt tấn công thứ hai. Bình luận về các hoạt động của Ukraine ở khu vực Kursk, nhà báo người Đức Julian Rokepe viết trên mạng xã hội rằng lực lượng vũ trang Ukraine một lần nữa đã lãng phí các thiết bị phương Tây mà họ nhận được. Theo đài RT của Nga, hồi đầu tuần, các lực lượng Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk của Nga, phân bổ binh sĩ cho chiến dịch này, mặc dù Kiev đang gặp khó khăn ở những khu vực khác trên tiền tuyến. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình diễn ra ngày 8 tháng 8, ông Mikhail Podolyak, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine, tuyên bố mục tiêu của Kiev bao gồm gây áp lực tâm lý cho Moscow nhằm làm xói mòn sự ủng hộ đối với chính phủ Nga. Ông Podolyak nói, hôm nay một cuộc chiến đang lan sâu rộng hơn bên trong lãnh thổ Nga. Họ sẽ sợ điều đó chứ? Chắc chắn là có. Liệu họ có phản ứng nào khác ngoài nỗi sợ hãi không? Không. Và cuối cùng, mọi người nên nhận ra nỗi sợ đó. Giới chức Nga đã lên án cuộc tấn công của Ukraine mang bản chất là một cuộc khủng bố vì các cuộc tấn công có chủ đích rõ ràng nhắm vào các mục tiêu dân sự. Quyền thống đốc khu vực Kursk, ông Andrei Simonov, cho biết. Thiết bị bay không người lái cảm tử của Ukraine đã tấn công xe cứu thương ở khu vực Kursk vào ngày 6 tháng 8, khiến một nhân viên y tế và lái xe thiệt mạng, một bác sĩ bị thương. Ông Podolyak tuyên bố rằng mục tiêu cuối cùng của Kiev là khủng bố lực lượng Nga nhằm mục đích đảm bảo vị thế mạnh mẽ hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng với Moscow. Tổng thống Zelensky cũng đưa ra những bình luận tương tự trong một tuyên bố qua video cùng ngày. Ông nói đồng thời cảm ơn quân đội Ukraine vì những hành động của họ, cho rằng càng gây áp lực lên Nga thì hòa bình sẽ càng gần hơn, một nền hòa bình công bằng thông qua vũ lực công bằng. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố rằng kết thúc công bằng cho cuộc xung đột chỉ có thể đạt được thông qua công thức hòa bình do ông đề xuất, bao gồm khẳng định quyền kiểm soát toàn bộ vùng đất mà Kiev tuyên bố chủ quyền, yêu cầu các khoản bồi thường chiến tranh và một tòa án xét xử các quan chức cấp cao của Nga. Moscow đã bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế và không đáng để xem xét. Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Nga có thể được mời tham dự một hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm nay. Theo ông, tại sự kiện này, Moscow sẽ bị cộng đồng quốc tế gây áp lực để chấp nhận các điều khoản của Kiev. Theo truyền thông Nga, hội nghị thượng đỉnh hòa bình của Ukraine do Thụy Sĩ tổ chức hồi tháng 6 mà Moscow không được mời tham dự, được coi là một thất bại đối với ngoại giao Ukraine, xét đến nội dung không mấy ấn tượng của tuyên bố chung. Theo cập nhật mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga về các cuộc đụng độ biên giới ở khu vực Kursk ngày 8 tháng 8, Ukraine đã mất 660 binh sĩ và 82 vũ khí hạng nặng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công. Đánh giá cho biết hơn một nửa số thương vong là do lực lượng Nga gây ra trong 24 giờ trước đó. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!